Ok, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho mọi người xem về cái cách làm mới, làm cám mới. Nó sẽ ít những cái đồ ướt hơn và nó sẽ kiểu tiết kiệm thời gian hơn nữa. Nó ít phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời hơn. À, tại vì đồ khô nhiều hơn. Đấy. Và cái cách mà sấy cắt thủy trong trường hợp mà không có nắng luôn á. Đấy thì mọi người nên áp dụng cái cách làm cám này trong cái trường hợp mà mùa mưa như thế này, không có nắng. Thì đầu tiên thì mình đã bắt trứng lên và luộc rồi kìa. Đây. Để tiết kiệm thời gian trong cái thời gian chờ đợi thì mình đã bắt trứng luộc rồi. Và các nguyên liệu của mình hôm nay gồm có những thứ như sau. Cái nguyên liệu hôm nay thì hơi khác so với hôm bữa, đó là mình sẽ không dùng cái con tằm nữa. Vì cái con tằm cái mùi của cái cám thành phẩm khi mà bỏ con tằm vào nó sẽ kiểu nó sẽ có cái mùi giống như lần đầu ăn sầu riêng ấy. Đấy thì con chim khi mà ăn lần đầu ăn cái cám mà có con tằm đấy thì nó cũng sẽ kiểu khó thích nghi. Đối với những con mà nó đang ăn cái cám khác mà nó chuyển qua ăn cái cám con tằm đấy thì nó sẽ kiểu nó không ăn, tại vì nó có cái mùi nó hơi bị khó chịu. Ha. Thay vào đó mình thay cái đồ ăn mà có cái chất đạm bằng việc là sau này mình sẽ bổ sung cái trứng kiến tươi vào cho con chim nó ăn sau ha. Còn bây giờ thì mình sẽ cắt cái phần tằm hoặc là tôm đó đi, cái phần chất đạm đấy đi ha, và mình sẽ thay bằng cái trứng kiến. Sau mình sẽ cho ăn trứng kiến. Cái này giới thiệu một chút với mọi người, đây là một số cái nguyên liệu cơ bản. Thì cái nguyên liệu của mình vẫn có cám gà nhưng mình sẽ cho ít đi một chút, tại vì trong cái cám gà nó có những cái vi vi chất mà mình dễ dàng tìm thấy được nhưng mà không phải đi tìm ở chỗ khác. Cái này là không phải là cám gia kiệm đâu nha, cái này mình không, cái này là cái bột béo. Đấy, mình lấy cái này mình đựng đỡ thôi. Thì cái bột béo này mọi người có thể mua ra ngoài chợ mua, bảo người ta là bán cho một bịch bột béo khoảng nửa ký ấy. Cái bột này người ta sẽ hay dùng để làm nấu trà sữa đó. Còn cái này là bột cacao. Bột cacao này thì mọi người cũng có thể mua ở ngoài chợ. Bột béo thì một bịch mấy chục ngàn ấy, để dần làm dần cũng được. Trong trường hợp nếu mà thì hai cái thứ này nó có cái tác dụng gì? Hai thứ này nó có tác dụng gì? Nó sẽ làm cho cám có mùi thơm. Ha, này. Hai cái thứ này nó sẽ làm cho cám có mùi thơm hơn. Đấy, nó sẽ mùi thơm và kích thích con chim ăn. Trong trường hợp không có một trong hai thứ này thì sao? Không sao hết, một trong hai thứ cũng đều được. Và các nguyên liệu thay thế có thể dùng cái bắn này. Ví dụ cái bắn này chuột nó ăn này. Đấy, chuột nó ăn thì mình cũng có thể dùng cái bắn này để tạo mùi thơm. Kèm với theo đó là có thể là đường và mật ong cho vào trong cái lúc mà xay chuối ấy, thì nó sẽ tạo cái mùi thơm. Đấy, gồm những cái nguyên liệu như vậy ha. Vẫn là nguyên liệu vẫn có cám gà và bột đậu xanh. Đậu xanh cả vỏ. Thì ở cái video này mình sẽ không không có luộc cái nấu hấp cái đậu xanh này lên nữa, và mình sẽ xay luôn. Sau này khi mà lúc mà mình sấy cắt thủy ở trên bếp ấy, thì cái bột đậu xanh này nó sẽ chín ha. Như vậy thì nó sẽ bớt cái thành phần khô, bớt cái thành phần ướt ở trong cám đi. Nó sẽ giúp cho mình đỡ phải phụ thuộc vào ánh nắng hơn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ xay cái cám gà đã trước. Sẽ đong vào một cái tô. Một chén lưng thôi nha mọi người. Lần này mình sẽ nguyên liệu nó sẽ nhiều hơn cho nên mà cám gà và bột đậu xanh không cần nhiều nữa. Chén lưng này.
Này, chén lưng nha. Rồi hai cái này cho lại với nhau. Mình sẽ xay nó khô nó. Mình rất là khuyến khích mọi người nên sáng tạo trong cái cách làm cám ha. Không có một cái công thức nào là hoàn hảo cả. Và mọi người có thể tự do và sáng tạo theo ý của mình. Mình khuyên mọi người khi mà làm thì mình hãy tìm tòi và tự sáng tạo ra một cái công thức cho riêng mình, không cần phải theo ai hết nha. Đấy. Không cần nhất thiết là phải theo mình. Dựa vào những cái công thức có sẵn khi mà làm thì bắt đầu mình sẽ tìm tòi và tìm ra những cái nguyên liệu mà nó hay hơn là của mình. Đó. Trên đời này đâu bắt ai dừng lại, đâu bắt ai là không được sáng tạo đâu. Mọi người cứ thoải mái sáng tạo thôi. Đấy, thì cũng như mọi khi thôi, bây giờ mình tiếp tục mình rây ra để lọc những cái hạt bự, những cái hạt bắp ra. Những cái hạt bắp ở trong cắm gà. Nha, những cái hạt bắp trong cắm gà nó rất là to và mình không rây được nè. Những cái mà mình lấy ở trong cắm gà là những cái như kiểu là bột bột cá này, những cái vi chất đấy mình muốn lấy ở trong cái cắm gà thôi. Còn những cái bắp cái đồ mình không cần thiết ha, những cái này nè, những cái này là những cái bắp này không cần thiết. Đấy, mình chỉ lấy những cái vi chất ở trong có ở trong cắm gà thôi. Đấy thì bây giờ thì cái bột đậu xanh, cái đậu xanh giờ nó đã thành bột luôn rồi, mình xay thành bột luôn và không phải hấp lên nữa, không phải nấu lên nữa, thì như vậy nó sẽ tránh cái đỡ cho mình cái việc là phải nó sẽ bị ướt và mình phải phơi nắng mất rất là nhiều thời gian. Thì ở đây mình xay cái thành cái bột đậu xanh sống luôn. Thì cái khi mà cái lúc mà mình sấy nó, mình sấy cắt thủy nó hoặc là phơi nắng nó thì nó sẽ chín luôn, không cần phải hấp cho nó chín nữa.
Một lời khuyên nữa cho mọi người là khi bắt đầu làm thì mình làm một ít thôi nha. Mình làm một ít, mình đừng có ham làm nhiều. Chừng nào mà mình làm ra cái cám thành phẩm mà con chim mình đó, nó ăn ngon lành rồi thì mình mới bắt đầu những cái lần sau mình mới làm nhiều ha. Những lần đầu thì kiểu gì nó cũng sẽ bị toang. Đấy, mọi người làm những lần đầu thế nào nó cũng toang một hai quả. Thì như vậy làm nhiều nó sẽ rất là phí nguyên liệu. Nên làm ít thôi. Mà cái chuyện toang là nó cũng bình thường nha mọi người. Tại vì chiến tranh nào mà không có đổ máu, thành công nó phải đến từ thất bại nha. Cái đấy là chắc ăn rồi. Rồi xong. Như vậy là hai chén vơi thì mình sẽ ra được bằng này bột rồi này. Đó, bây giờ tiếp tục là mình sẽ cho cái bột béo này vô cho nó thơm. Bột béo này mình ăn bình thường nhé. Cái này người ta dùng để làm bánh hoặc là làm trà sữa. Nó sẽ kiểu không 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 có ngọt. Nó không có ngọt, nó chỉ có béo béo thôi chứ nó không ngọt. Đấy, còn cái bột ca cao này thì dùng để uống để giúp cho những cái người gầy hoặc là người thấp ấy, tăng triển chiều cao hoặc là cho người gầy mập lên. Nó sẽ có vị ngọt. Ca cao này thì nó sẽ có vị ngọt. À quên, cái bánh này mình chưa tận dụng luôn à. Nếu mà không có hai thứ trên thì mọi người có thể lấy bánh quy nè. Lấy bánh quy. Đấy, bóp nát ra. Làm cái cho cái cám của mình nó có mùi thơm ấy. Đó, đây là cái bột của bánh quy này mọi người. Nó rất là thơm. Cho vô luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ trộn những cái nguyên liệu này lại với nhau. Bột cacao nếu mà khi mà cho vào thì cám chắc ăn nó sẽ không có cái màu vàng như là khi mà mình mua ngoài tiệm. Khi mà trộn xong thì cái mùi nó sẽ khá là thơm mọi người. Khá là thơm đấy. Rồi tiếp theo là bây giờ mình đến lượt trái cây, cái phần trái cây, mình xay trái cây ha. Thì cái trái cây này sẽ là cái đồ ướt duy nhất của cái những cái thành phần có cám này. Đấy, cho nên là nó sẽ rất là cám của mình nó sẽ rất là khô mọi người. Rồi ở cái đoạn này mình muốn cho nó ngọt hơn để mình kích thích nó ăn, mình có thể bỏ thêm một ít đường. Đối với chuối thì nó cũng khá ngọt, chuối có thể thay thế bằng sầu riêng, xoài và mít. Thường thì cái mít nó sẽ là cái ít ngọt nhất, vì vậy khi mà sử dụng mít thì mình sẽ phải cho nhiều đường cho nó ngọt thêm ha. Còn cái này chuối nó đã ngọt sẵn rồi thì mình chỉ cần cho ít đường thôi là được rồi.
Và tiếp theo là mình phải cho thêm một ít khoảng 1-2 thìa mật ong cho nó thơm. Cho nó thơm mình kích thích nó ăn nhiều hơn. Cái mùi chuối già này khi mà chín nó nhừ rồi á, trộn với lại mật ong với đường thì nó rất là thơm. Mình ngửi mình còn muốn ăn, nó thơm lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào cối và xay ha. Cái gì cho có mật ong vô là nó tuyệt vời hết. Ok. Trời ơi, nó thơm. Cực kỳ thơm. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vô cái phần khô của mình. Trộn lên. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bắc lên một cái nồi nước để mình hấp, mình sấy cắt thủy nó cho cái cám này nó khô đi, rồi sau đó mình mới xay ha.